Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem cái mô hình thử nghiệm dầm nhưng mà thử về cắt đối với lại dầm bê tông UHPC, loại là có sợi thép và loại không có sợi thép, để so sánh xem là cái hàm lượng sợi thép nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức kháng cắt của dầm đơn giản. Mô hình này được thử nghiệm bởi Hội Bê Tông Việt Nam dưới sự tài trợ của Bộ Xây Dựng và được thực hiện tại phòng thí nghiệm kết cấu công trình Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng. Một ly á? Làm gì nhỉ? Đây là mô hình dầm đơn giản và sử dụng bê tông UHPC nhưng mà không có sợi thép. Cường độ đạt 150 MPa. Cái giới hạn nứt của cái dầm này, micro crack ấy, là 7 tấn và giới hạn phá hủy của nó là đạt 36 tấn. Dầm có kích thước là cái khoảng cách nhịp là 1200 mm, chiều cao là 350 mm và chiều rộng là 200 mm. Dầm được bố trí 5 cây thép phi 5 CB500 ở phía dưới. Chúng ta đang nhìn thấy quá trình gia tải. Xuất hiện rất nhiều vết micro crack và sau khi lên đến đỉnh của cái phần giới hạn các cái vết nứt thì lúc bây giờ các cái vết nứt bắt đầu mở rộng. Và đây là cái giai đoạn cuối của cái phá hủy dầm. Quá trình thử này được tiến hành đo biến dạng, đo ứng suất ở trên bê tông và ứng suất trong các cái thanh cốt thép nằm trong kết cấu dầm bê tông. Thì chúng ta nhìn thấy cái bản kia là dầm UHPC nhưng mà không có sợi thép và cái cấp lực cuối cùng ấy thì nó sẽ đạt 36 tấn. Thế và đây là cái dầm UHPC mà có sợi thép. Và cái dầm UHPC này có sợi thép thì cái thời điểm xuất hiện vết nứt đầu tiên của nó sẽ là 19 tấn. Thế và cái thời điểm mà phá hủy của dầm là 145 tấn. 145 chưa? Hả? À? Cái gì? 142. Về mặt thép và hình dáng của dầm giống như là cái dầm đối chứng vậy. Quá trình gia tải đang tiếp tục. Cấp tải lớn nhất là 145 tấn. Chúng ta nhìn thấy các vết nứt đã mở rộng. Cậu đã ra đi anh Dũng. Lên tối đa là 140 không? Như vậy là cái giới hạn tải đầu tiên xuất hiện vết nứt là 19 tấn và cho đến khi mà nó phá hủy dầm cấp tải lớn nhất là 145 tấn. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa cái dầm UHPC có sợi thép và dầm UHPC không có sợi thép. Và chính cái điều này sẽ đưa tới cái việc tính toán để hiệu chỉnh các cái thông số trong cái việc thiết kế dầm UHPC. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn.